cái thông tin sáng nay sẽ đến với các bạn, đó là thông tin mà mình vừa cập nhật từ Đại tá Nguyên Hà ở Học viện Quốc phòng. Thông tin cho rằng phía Bộ Chính trị cũng như là Ban Tuyên giáo đã cho dừng xuất bản bộ lịch sử do Phan Huy Lê, Trần Đức Cường biên soạn và cho thu hồi bộ sử này, cũng như là đang kiến nghị, cũng như đang trong quá trình xử lý giải quyết các cái vấn đề xung quanh việc phản đối một số quan điểm mà bộ sử của Phan Huy Lê và Trần Đức Cường đã thực hiện. Đáng lý ra khi có sự góp ý cũng như phản đối của từ quần chúng nhân dân, từ nhiều nguồn khác nhau, từ các cán bộ ở các cấp, thì bộ sử đáng lý ra phải được dừng để điều chỉnh, để giải quyết. Nhưng trong suốt thời gian qua nó vẫn được phát hành, vẫn được bán ở mọi nơi. Đây là một điều làm cho chúng ta cảm giác nó gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng nào đó. Bởi thứ nhất, chúng ta thấy lịch sử là vấn đề của cả dân tộc Việt Nam. Những người viết sử không theo cái chủ quan của họ, mà nó phải trên cơ sở ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chúng ta không viết lại lịch sử theo cái nhìn của bản thân, mà là theo cái nhìn của nhân dân. Công hay tội của một người, của một thể chế do nhân dân quyết định. Vì vậy cho nên việc rửa mặt cho một thể chế chính trị mà qua đó sẽ làm tổn hại đến chính thể hiện tại của chúng ta ngay bây giờ, ngay lúc này, đó là điều bất nhẫn, bất nhân. Và tôi thấy ở đó có những âm mưu cụ thể buộc chúng ta phải suy nghĩ và tâm tư rằng những con người tham gia viết bộ sử này, họ có dính dáng gì đến với cái thể chế chính trị trước đó, và họ có phải là một trong những cái tác nhân muốn rửa mặt, rửa tội cho chế độ cũ. Điều đó cho nên tôi hy vọng rằng qua cái sự việc dừng xuất bản bộ lịch sử này, và ngoài ra sẽ có những cuộc điều tra cụ thể từ phía Ban Tuyên giáo Trung ương, từ phía Bộ Chính trị, sẽ giúp cho nhân dân đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều hơn nữa. Đó là những thông tin mà tôi đến với các bạn trong sáng hôm nay. Trên trang Facebook của ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng đã chia sẻ lại bài viết của Đại tá Nguyên Hà. Với uy tín của Đại tá Nguyên Hà và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, tôi nghĩ rằng các bạn đủ điều kiện để vững lòng tin về thông tin này. Đó là cái thông tin thứ nhất. Và tôi cũng thấy những cái người đang lợi dụng trong lúc hỗn độn này, khi sự việc chưa ngã ngũ mà đã có những tác động cụ thể để mà xuyên tạc bịa đặt cũng như là cổ suý cho hoạt động của cái bộ ngụy sử này được phát hành. Thông qua đó tôi cũng thông tin với các bạn là có một số đối tượng bị đảng khai trừ, có những cai cú cụ thể, cũng như có những cái biểu hiện bất mãn, do đó có khả năng đã có những cái tác động cụ thể bằng mạng xã hội, thông qua cái việc lợi dụng mạng xã hội với cái sự nổi tiếng của mình cụ thể để mà tác động đến cái quần chúng nhân dân. Đó là cái